cô chú anh chị ạ. Lâu lắm mới lại có cây mới là làm cây đêm quá. Hôm nay thì mua cây này của một người em ở quê hương Thái Bình. Và đồng chí em hôm nay trở lên tận nhà cho. Thì tất cũng tiện công việc ấy. Thì bạn ấy trở luôn lên tận nhà cho và anh em cũng xem kênh và biết nhau. Xem kênh YouTube và biết nhau thì cũng là lần này có duyên bắt một cây này. Cây nhiều tiền quá thì mình cũng chẳng có tiền. Thì thấy cây này nó có tương lai và mình nuôi được thì bắt về các bác ạ. Đấy, một cái cây theo phong cách đầm lùn và hai tay một ngọn. Đang tính làm theo hai tay một ngọn. Tanh thứ nhất là đã phóng cút là đã to cơ bản là ổn rồi. Còn xây dựng cái tay hai và cái ngọn nó. Đấy. Thì nó giống cái cốt này này. Nó giống với cái cốt mà ở cây xanh Nam Điền mà ở hiện tại anh Việt ở xóm anh đang sở hữu bằng cây trên chậu đá mà đột rồi tôi quay bằng ngày xưa tôi sở hữu ấy. Thì cái khẩu này nó rất giống chỗ nở này. Có điều là cái bệ này nó nở hơn. Nó nở hơn và nó có vẻ như là đầm hơn chút. Nhưng cơ bản nó sẽ giống nhau. Mặt chính nó phải như này các bác nhé. Tôi sẽ chọn mặt chính đây. Đấy, chứ không phải là thế này. Đây, hiện tại chậu đang trồng như này. Thực tế mặt chính tôi sẽ chọn nó phải như này. Là mặt này, hơi chéo một chút nhé. Sau đó thay chậu tính tiếp. Bây giờ đang vừa mới thay chậu nó vừa chắc được ít hôm. Dễ đây nó mới phun ra này. Thực tế là không nên đụng vào đâu. Nhưng mà tôi chắc là tôi sẽ cắt ngay cái rễ này. Bởi vì tôi muốn những cái điểm này nó phải xòe ngay ở đây chứ không phải là bệ nó trải dài ở đây, sau này lại mất công nó thu thì lại hóa là lúc đấy bệ mới. Lúc đấy lại là thành bệ mới. Đấy, cây cốt chậu ấy, vừa nãy tôi bê đi bê lại nó bị cảm giác nó bị lỏng cái chỗ này. Không nguyên cái bánh chậu cũ này. Chắc chậu cũ là chậu tròn. Đấy, thì bây giờ tôi xin phép tôi cắt ngắn cái tay này luôn. Cắt ngắn cái tay này mà cắt đến đây. Cắt đến đây. Và sau này để nuôi cái nhịp này. Cơ bản bây giờ là đang muốn nuôi cái nhịp này để có cái điểm cắt giật ở đây, để điểm giật, điểm chuyển cút. Với cái cây, cái khẩu độ nó, cây nó rất là ngắn, đầm lùn, mình phải chuyển giật tay nó rụt rịt, đùi gà đùi ếch liên tục chứ không ngoặn như này. Cái tay này tôi sẽ giật đến đây. Nhưng tất nhiên bây giờ phải cắt xa ra một chút để cho cái mầm này nó to lên. Đấy, cái mầm này là mầm thở thôi. Tôi vắt xuống đây để cho nó, sao nó có tí bệ ở đây mà. Chẳng dùng cũng chẳng sao. Đấy, cái bệ này thu ngắn lại cho nó xòe ra xung quanh đây. Chứ xòe ra rộng ngoài này quá thì lại xấu. Đấy. Mặt này thì nuôi sau nó biến nó nở ra mà các bác. Năm điền nó nở hết. Đấy, những chỗ này nó mềm đi một tí. Thế thôi. Và cái cổ này thì sau tôi chắc tôi phải hạ luôn cái cổ này xuống. Nhưng bây giờ nó nuôi. Bây giờ nuôi đó, nắng này nó cháy mất. Chứ ngày xưa các bác mà nuôi cái cút này. Mà các bác, cái bác ấy mà lái nó vào đây một tí nữa thì tuyệt vời. Bây giờ các bác cái nuôi, các bác cũng vào dây. Các bác tưởng tượng như này, nhưng các bác nắn thẳng lên này. Đâm ra sau này nó to bằng này rồi, không thể nào đánh vào đây được. Giờ mà muốn giữ nguyên cái cổ này chỉ còn cách cạp cái này đi, sau cho nó co lại này. Thì nó đẩy vào đây, chứ không thì cái đoạn này nó như là hình chữ U các bác. Đây một phát ra đây, vào đây. Nó không khả thi. Và cái khẩu này nó cũng rất khó để đẹp. Nó rất là đơ. Mặc dù sau cái to, cái này nó to nó kéo lại nhưng mà vẫn có một cái gợn ở đây. Thì sau này tôi sẽ xử lý, thậm chí là lấy cái ngọn tận dưới này nếu mà này đây. Hoặc là phải tính lại. Bây giờ thì cứ nuôi đã. Bởi nó cũng chưa có dữ liệu rồi là. Cái này thì cắt đi rồi. Bởi cái chỗ này đủ khẩu độ, đủ độ to rồi. Cắt đi rồi. Nhìn chỗ này rất mụn mịn. Mặt này sau này thì chờ nó biến rồi ta. Cái này nó hòm hòm thì tôi vét đi một tí đây. Vét đi một tí đây. Thế thôi. Còn bây giờ thì nó đang cần dưỡng. Và rất là nắng thì không động vào vội. Giờ chỉ động chắc tôi làm luôn lại cái chút cái bệ này. Chỉ có mỗi cái rễ này thôi. Mấy cái rễ này thôi.
cơ bản là không động nhiều. Ok, trình bày thế thôi, làm các bác nhé. Lâu lắm mới được làm cây thì các bạn. Đấy, dẫm xuống đường cây mini vẫn còn cái rễ cũ nó đây. Nắn một chút cho dẻo để thả nó rất là cứng, cho nên là nhiều khi lay đấy. Đấy, cái này nó phải to bằng này thì sau nó mới thoát được cái chỗ này. Đấy, nó kéo phồng cái chỗ này ra các bác nhá, thì nó đỡ đơ cái này. Khi bác tưởng tượng nó bằng này này, sẽ kéo phồng cái này ra, nó không còn thẳng như này nữa. Và đục vét đi, đục dẹo cái chỗ này đi cái, cho đoạn thân này nó móp vào đây, thế là ok. Dễ này.
rồi các bạn. Khi em để lại cho tôi cây này mà nhìn, tôi làm ngay trong hôm nay chắc sốt ruột lắm, nhìn là vừa mới phun rễ ra các bạn. Nhưng mà thực tế là tôi chỉ tác động một hai cái rễ này thôi. Bỏ cái rễ này đi, cái rễ này nó thô quá, nó rất cần nhưng mà lại gồ lên đây. Thì cho tôi muốn nó gọn gàng một chút đấy, vừa nãy bỏ đi nó gọn, dưới này có, bên này có mà, nhiều khi không lấy được đâu. Ở chỗ này tôi bỏ đi cho nó nhẹ cái chỗ này đi tí. Đấy, sau nó dễ nó chùm xuống dưới thì ok, phủ xoa dừa lên. Cắt thu cái này rồi. Nhìn nó đỡ chìa, đỡ nhìn nó rụt rịt hơn đúng không? Sau này cái này to tôi cắt nhịp đẩy đi. Đẩy ra đây. Đấy. Đấy, mặt chính như này các bác nhá. Bỏ cái dễ này đi. Mặc dù dễ có cái quần quại đây nhưng tôi thích nó trải hơn là cái quấn quấn quanh đây. Đây chỗ này thu ngắn hết lại rồi. Thu ngắn hết lại. Cái này bỏ đi hết rồi này. Sau nó xòe ở đây ra này. Đấy, xòe đây, xòe đây. Đấy, các bác nhìn. Cây này chắc thì hoàn thiện chắc được 20 phân. Đấy các bác ạ. Cái thớt này nếu mà nuôi cái này tốt lên nó sẽ đầy. Đây, và đục dẹo đây nó móp lại thì nó không còn tròn xoe như này nữa. Đấy. Về cho các bác. Nhìn được chứ, chất liệu già sáng sủa, già rất già, rất già. Ok các bác, tôi chỉnh sửa thêm chút và đi ngủ. Cảm ơn các bác theo dõi nhé. Cơ bản cây này nó sẽ thế này thôi. Hy vọng sau cắt những nhịp tiếp theo lại được quay phục vụ các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.